khó, vì cái khả năng anh đóng cái dòng lại là không còn. Còn nếu chúng ta làm cái chuyện này như là cái đây á, là khả năng trong quá trình thao tác không có thể làm thao tác đóng cái dòng này. Đó. Cho nên quay lại câu chuyện mình nói là đúng rồi, mình muốn công tác trên cái miếng cách này á, theo quan anh cho rằng là gì? Tôi mở dòng cái ly này, tôi mở dòng cái ly này và tôi đóng cái chỉ dòng này là tôi sửa chữa. Bạn hiểu không? Đúng không? Đúng rồi. Thì nó sẽ ra câu chuyện là gì? Cái bớt ba này á, nó nằm trong cái tủ gọi là quýt. Em không thể nào mà cái gì của nó được hết. Em mà mở ra cái là cái sự khí, cái sự nó rồi. Không? Cái vấn đề thứ hai là gì? Cho phép em nói luôn, nhưng mà là gì? Nhưng mà em đóng cái tiếp bắp này là để gì? Em khóa cái tiếp bắp này lại. Thì em muốn đóng cái giao tiên này thì em phải lấy gì khó em mở tù khó này thao tác cho nó không đó. Thì hiểu không? Có nghĩa là bởi người ta là muốn đóng cái tiếp bắp cố định để gì? Để tôi lóc, lóc luôn. Và tôi giữ cái gì khó của giao nó đó. Được chưa? Thì mình có ý kiến gì không? Như vậy quay lại cái câu chuyện là chúng ta thao tác như thế nào đúng nha. Cuối cùng bây giờ chúng ta sẽ quay lại câu chuyện thao tác như thế nào đúng. Rồi bây giờ câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ công tác trên cái máy cách 4, 3, 0, 3 đúng rồi đó. Đúng rồi, đầu tiên là chúng ta gì? Dùng cái gì? Dùng cái gì? Đúng không? Rồi giờ theo nghĩ luôn nha. Đúng không? Mở gì? Máy cắt 4303 trước. Bỏ máy cắt 4303 trước. Bỏ gì trước? À, bỏ máy cắt trước. Đó, 4303. Rồi tới bỏ máy cắt 4703. 4703. Đúng không, 4703. Xong máy cắt chưa? Xong. Rồi bây giờ mở dập cái này. Dập liền. Đó, mở dập cái này gì? Đúng không? Rồi mở dập cái này gì? 3, 0, 5, 7, đúng không? Rồi, bỏ gì? Bỏ CD chứ đây. Không biết không? Rồi, bỏ gì? 3, 0, 3, 0, 3. Đúng không? Rồi, chạy về đưa cái tủ. Chứ là mình kêu hỏi 4, 0, 3, 0, 3, 0, 7. Rồi, bỏ thường đi đầu đầu, nó chắc chắn. Đúng không? Những sợi đón đã lên dần. Đúng xong rồi đúng không? Giờ chúng ta tiếp tục, chúng ta đi đấu nào? Chúng ta lại công tác đây. Như vậy thứ nhất là sợi đường lên đây là một. Vậy thì còn đóng cái gì đây? Đóng cái gì đây? Đóng cái gì đây? Một cái. Đúng không? Sợi đường đi vào đây. Sợi đường đây đóng cái gì đây vô? Hai cái. Đúng không? Rồi sau đó thử đi vô đây đóng cái gì? Ba cái. Và kêu đi vào đây. Là mình phải đóng luôn cái thiết bị 4050376. Tại vì không biết lỡ gì nó đóng lại có đóng hả? Anh em chưa đóng có gì đó. Đóng đây, đóng cái gì đó. Đóng cái gì đây. Và đóng cái gì đây. Chí. Đóng đó làm gì? Tại ví dụ khi có lý do đó. Cái thằng nhà cái ly này nó đóng vô. Thì mình sẽ gây tai nạn cho anh. Để cắt cái này ra luôn. Mày đóng đó làm gì? Đóng giữ điều độ cho nó cái em muốn đóng cái dao cái ly này là em kiểm tra cái bên cái điện này nó đã mở chưa chứ thì ý anh em nói là mở đây nè, cái kia anh mở đi luôn nè, cái kia đã mở hết rồi đó thì anh đóng cái thiết bị đây á, cái em mở lần này á là cái đóng cái thiết bị đây chí đóng cái gì đó là chí nhưng mà không còn phải đóng vì em làm việc quá nhiều yêu đóng thiết bị là em sẽ quản lý thôi. Lúc em tái làm mắt em vô tình quên thiết bị thôi là em sẽ bị nhiễm trưởng. Ở dưới đây câu chuyện thao tác là gì? Là chúng ta vừa làm vừa đủ cái vấn đề là thao tác không dư. Thao tác thiết bị là gì? Là cái chọn những cái nguồn mà có khả năng đi tới. Vậy thì anh đóng thiết bị ngay đây thì anh đã chọn nguồn ngay đây rồi, bên này là cái chuyện của nhà anh đó, không quản lý được. Cái hôm lý đầu này ra em cũng đóng cái điện ở đấy. Dạ. Rồi đầu này cứ ra đây em cũng đóng cái điện bên đấy. Dạ. Trăm trái là làm sao em quản lý hết cho được. Tôi không quản lý, tôi quản lý cái
Cắt
xong rồi kéo nó ra luôn. Cái thao tác đó là nó sẽ lên một phần cắt như kia rồi xong nó quay lại, chứ là về nguyên tắc là em cắt từ dưới cắt lên. Mình theo một cái bất, tôi nghĩ là an toàn thì bất dưới bất diện tôi cứ cãi à, cắt từ cắt dưới lên đó, cắt từ trước cắt từ dưới sau đi lên đó. Như vậy bây giờ tôi chỉ nói thôi, tôi đóng cái giao tiếp cách ly này thôi, ngay tại đây tôi đóng cái cắt luôn và tiếp tục diễn ra như đó. Con nó nghe từng từ là thôi chẳng mà chắc rồi trong quá trình làm cái thể làm như em nói rồi thì trả lời với họ thôi, chọn cái con à, anh ơi em cắt nước thất lên này thôi để em chạy em cắt từ nước lên. Đưa qua nè, nó hợp lý hơn. Dạ, cái chỗ phiếu thao tác của đường thì người ta cũng nghi là mình cắt mới cắt nó ra thôi, nhưng mà đang chơi mình quay không quay. Đúng rồi. Là bước đó mình tùy trong thao tác rồi, thì mình làm như thế. Dạ. Thế nghĩ là nhà quay đến bên tao cái đời hoàn toàn rồi. Thế ngày xưa giờ ông bà nói rồi. Mình cắt đường trước, giờ bây giờ đi sâu, thử điện cái điện. Cắt, điện cắt từ dưới lên trên. Đóng thì đóng, điện chơi xuống dưới. Nó đẹp hết, như cái chữ bự nè. Ông cha ta thường nói hay nhất. Cách cắt dọc ly, thử điện bấm cái điện. Thấy không? Cắt lên. Lên thì sẽ tâm chốt. Đúng rồi, không muốn là mình lo. Tại vì khi mà thao tác này là thao tác cho mình cắt là thao tác từ xa. Một phòng điều này cho mình lướt ký chuột. Cứ phải là nó ứng đại cổ đó. Nên là đúng, cho nên cái câu chuyện là em đang thi. Tôi nói anh Tiến cứ theo trình tự đi. Cứ đúng. Cắt máy cắt xong rồi bắt đầu mới cắt cắt theo cách ly, xong rồi mới đóng cắt tiếp đi. Thử điện là đóng cái gì? Đóng tiết điện chỗ nào là thử điện ngay chỗ đó. Nha. Cứ theo trình tự luôn, bây giờ sau này mình cũng thành một cái thói quen đó. Đúng. Làm việc nó sẽ an toàn. Mấy ông mà chi ra bạn còn, mấy ông đó không mạnh được tiếp công, mà mấy ông mạnh được luôn. Một con giới được bao bó. Mai chúng ta sẽ là chỉ là sáng buổi sáng nhất, mình cái này mình ăn sẽ công việc là làm cái danh sách nhưng mà không sợ đúng không anh em bữa nay mà tiêu khó hết thì chiều mai